xin chào các bạn trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi sách dạng lưới xinh xắn như thế này ha đây là toàn bộ xung quanh phần thân túi nè họa tiết ở trên thân túi các bạn sẽ để ý cho mình nè mình sẽ có những cái họa tiết dạng như là hoa nè xen kẽ sẽ là họa tiết chữ x tiếp tục sẽ là hoa chữ x xen kẽ lẫn nhau cho toàn bộ thân túi ha mình có thể hình dung ra là cái họa tiết chữ x nó sẽ được tạo thành bởi những cái đường có một đường nét như thế này còn họa tiết hình hoa nó sẽ tạo ra ở hai đường ha phần đáy túi thì mình sẽ chập hai lại cho phần đáy túi của mình được cứng cáp hơn phần dây túi nè hai dây như nhau ha mình có trang trí thêm họa tiết nơ ở phía trước phần thân túi bên trong thân túi thì có may thêm một cái lớp lót nè các bạn có thể phối màu phù hợp cho cái phần thân túi bên ngoài ha bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mình sẽ dùng sợi dệt màu trơn ha chập đôi cho mình hai sợi lại dùng kim 4.0 mm ta tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút từ đây móc lên một dây móc xích sao cho nó có cái độ dài vừa phải tạo cái độ rộng cho phần thân túi ha ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 30 mũi móc xích khi móc các mũi móc xích các bạn nhớ móc hơi lỏng tay nha đừng có móc quá chật tay nha móc xích thứ ba nè 4 5 6 7, 8, 9, 10 Khi có cho mình được 30 mũi móc xích tạo ra được cái độ rộng cho phần đáy túi rồi nè Sắp xỉ bằng cái độ rộng rồi ha Thì móc lên một mũi móc xích Chân thứ 30 móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc Để nhớ mũi thì các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của cái mũi đầu tiên sau đó các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân cuối cùng mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc thì ở cái chân móc cuối cùng của cái hàng này nè các bạn sẽ móc vào đó cho mình bốn mũi móc đơn cùng chân móc mũi đầu tiên mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư có được 4 mũi vào cái chân cuối cùng này rồi ha. Thì di chuyển kim đến các chân bên này, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc có cái sợi len thừa á, các bạn nhớ giấu luôn vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Móc được cho đến cuối hàng rồi, ở chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên ta bắt đầu móc, ta móc hai mũi móc đơn rồi nè, tiếp tục móc cho mình thêm vào đó hai mũi móc đơn nữa. Như vậy là ở cái chân móc này mình cũng có tổng cộng là bốn cái mũi móc Và cùng chân móc ha, nó bằng với số mũi móc của đầu bên này rồi. Kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên là cái chân mà mình đánh dấu nè. Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên đó, móc một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời các bạn kéo dài sợi len lên le một tí, sau đó mình guốc lại. Guốc thật mạnh lại để cái mũi dời của mình nó nhỏ lại nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ở hàng móc thứ hai các bạn để ý cho mình, hai chân đầu tiên là hai chân mình móc vào cùng một chân phía dưới, hai chân cuối cùng cũng vậy nè đầu bên này là có bốn chân ha thì các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên là hai chân mà mình móc vào cùng chân móc móc cho mình mỗi chân là một mũi tăng mũi tăng tức là mình móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha để không bị lạc mũi thì nhớ dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân mũi đầu tiên nhé sau đó tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc cho mình mũi tăng Như vậy là ở đây mình sẽ tăng lên được hai mũi. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến bốn cái chân móc ở cái điểm này ha. Khi móc đến bốn cái chân móc nè, chân đầu tiên của bốn mũi mình móc vào cùng chân móc ha, thì bốn cái chân đó các bạn liên tiếp móc cho mình bốn mũi tăng ha vào bốn chân. Chân đầu tiên nè, móc mũi tăng, ở cái mũi tăng đầu tiên này đánh dấu vào cái chân của cái mũi móc đơn đầu tiên nha. Tiếp chụp chân thứ hai của bốn mũi đó cũng móc mũi tăng. Chân thứ ba tương tự móc mũi tăng. Tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Và chân thứ tư cũng tương tự ha, móc cho mình mũi tăng. Như vậy là lúc này mình sẽ có được bốn mũi tăng liên tiếp. Ta tạo ra được cái độ bo cho cái phần đáy túi rồi nè các chân kế bên mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cái cụm ở bên này ha còn lại hai chân móc cuối cùng nè thì hai chân đó cũng là hai chân mà mình móc vào cùng một chân móc ở phía dưới thì tương tự cũng móc cho mình hai chân đó mỗi chân là mũi tăng ha như vậy là ở cái đầu cuối cùng này mình cũng có hai mũi tăng, với hai mũi tăng đầu tiên mình cũng có được bốn mũi tăng ha. Bằng với lại cái đầu còn lại rồi nè. Kết thúc thì tháo kim đánh dấu ra, đâm kim vào chân mình đánh dấu đó, móc một mũi dời. Mỗi lần kết thúc ha, nhớ kéo dài sợi len sau đó guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Đến hàng móc thứ ba nè, thì hàng móc thứ ba các bạn để ý nè, bốn chân đầu tiên sẽ là bốn chân của hai mũi tăng ở phía dưới thì cái mũi tăng đầu tiên là hai mũi móc đơn nè móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng ha như vậy là mũi tăng đầu tiên ở phía dưới mình sẽ có được cụm móc như thế này cho hàng móc thứ ba tiếp tục mũi tăng kế bên nè hai mũi móc đơn móc vào chân móc ha các bạn sẽ móc cho mình một cụm tương tự một móc đơn sau đó là mũi tăng mình tăng được hai mũi cho đầu này ha các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến chân mà mình đánh dấu bên này ha. Khi móc được các cái mũi móc đơn cho đến chân mà mình đánh dấu nè là cái chân đầu tiên của mũi tăng đầu tiên ở bốn mũi mình móc vào cùng chân móc phía dưới. Tháo kim đánh dấu ra, sau đó mũi tăng đầu tiên móc cho mình một móc đơn và chân đầu tiên ha. Đây là mũi tăng nè thì một móc đơn vào chân đầu tiên và chân thứ hai móc mũi tăng. Dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho ba cái mũi tăng còn lại ha. Mũi tăng thứ hai nè, hai mũi móc đơn, hai chân kế bên thì móc cho mình một móc đơn sau đó là mũi tăng vào cái mũi tăng thứ hai nè. Một móc đơn. Sau đó là mũi tăng vào chân thứ hai, ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba ha, cụm thứ ba sẽ nằm ở hai chân móc kế tiếp của mũi tăng chân đầu tiên móc một mũi móc đơn và chân thứ hai sẽ móc mũi tăng ta có được cụm thứ ba cụm thứ tư sẽ nằm ở mũi tăng cuối cùng ha đây mũi tăng nè hai mũi một mũi vào chân đầu tiên và chân thứ hai sẽ móc mũi tăng như vậy là ở đầu này mình cũng tăng lên được bốn mũi móc ha tạo được cái độ bo cong cho cái phần đáy túi các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến đầu bên này nè thì đầu bên này mình cũng còn lại hai cái mũi tăng các bạn cũng móc cho mình tương tự ha, một móc đơn sau đó là mũi tăng. Tiếp tục ha, hai chân móc của mũi tăng cuối cùng cũng móc một móc đơn sau đó là mũi tăng. Ta hoàn tất đường hàng móc thứ ba ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì đối với size túi này mình sẽ dừng lại ở đáy túi với ba hàng móc như thế này những bạn nào mà muốn tăng sai thì các bạn cứ để ý cho mình nè ví dụ như những bạn nào mà tăng sai thì ở mỗi cụm ở đây mình cũng có hai cụm liên tiếp nè cụm của mình sẽ là một móc đơn sau đó là mũi tăng ta có ba chân móc ha thì ba chân móc này các bạn dần dần tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ số mũi móc đơn lẻ tức là cái mũi này nè đây là cái mũi móc đơn lẻ mình sẽ tăng lên thêm một mũi ha thì ví dụ như tăng mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình như sau nè Hai chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn ha. Đây là ba chân móc của cái cụm phía dưới. Thì tăng tịnh tiến lên một mũi nữa mình sẽ có hai mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Chân kế bên sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các cái chân góc còn lại nè cứ gặp cho mình cái cụm của mũi tăng ở phía dưới thì mình sẽ móc cái cụm như vậy tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha sau đó hàng móc kế tiếp thì mình cũng làm tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần đáy túi của mình nó có được một cái độ rộng như các bạn mong muốn là được thì cái phần thân túi này cái phần đáy túi mình chỉ dừng lại ở ba hàng móc thôi ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân túi bên trên để cho phần đáy túi của mình được cứng cáp thì các bạn sẽ móc cho mình hai cái mặt đáy tương tự như nhau nè ở mặt đáy đầu tiên khi các bạn kết thúc 3 vòng móc rồi Mình sẽ móc lên một xích sau đó mình cắt len ở cái phần đáy túi đầu tiên Đến cái phần đáy túi thứ hai thì mình sẽ không cắt len nha Các bạn sẽ dừng lại cho mình ở cái chân mũi đầu tiên một mũi dời Sau đó mình sẽ chập hai mặt trái của hai cái phần đáy này lại Để chập mặt trái này thì các bạn để ý cho mình ha mình sẽ chập ở hai cái đầu mà kết thúc luôn ở một mặt trước nè Thì ở đây mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái mũi tăng Còn ở cái mặt sau thì các bạn để ý cho mình Khi mà mình lật cái mặt phải của mặt sau lên nè Thì các bạn lấy cho mình cái mũi tăng cuối cùng ở đây Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái mũi tăng này ha Đây khi quay ngược lại thì nó sẽ là cái chân này nè Móc vào đây cho mình một mũi dời Sau đó tiếp tục dời kim đến hai chân móc kế bên, mình sẽ đâm kim vào hai chân móc tương đương với nhau hai chân như thế này mình sẽ móc vào mũi giờ để mình nẹp lại hai cái mặt lại nữa ha. Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng mình sẽ nẹp hết được toàn bộ cái phần đáy túi này. Khi nẹp được đến cuối hàng thì ở cái mặt trái á, các bạn có thể giấu cho mình sợi len thừa vào bên trong mũi móc cũng được hoặc là mình sẽ nhét cái phần sợi len thừa này vào chính giữa của hai mặt nè. Sau đó các bạn tiếp tục nẹp cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu viền luôn ha. Đây là hai chân cuối cùng nè. Nẹp vào đây mũi dời. Sau đó tiếp tục chân kế tiếp nè, sẽ là cái chân mà mình kết thúc mũi dời của cái mặt phía trước nè. Ta sẽ đâm kim vào chính giữa của cái chữ V này ha. Sau đó đâm kim vào cái chân móc ở phía sau, móc mũi dời. Như vậy là mình đã nẹp được hai cái mặt đáy lại với nhau rồi nè. Để kết thúc cái mặt đáy này các bạn sẽ kéo cho mình dài cái sợi len lên một chút Mình sẽ sử dụng cái mặt mà mình nẹp cái mũi dời nó là mặt phải nè Đây, lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kế bên ha Mình đâm kim vào chính giữa cái chữ V này Nhưng mà mình sẽ đâm ngược lại từ dưới lên trên Đây là cái vị trí mà mình đâm kim ha, thì đâm từ dưới lên trên Vào chính giữa của cái mũi dời Sau đó mình sẽ kéo cái nút qua cái chân móc này gút lại cho cái đường móc sát với kim móc lên một mũi móc xích mình sẽ móc theo cái chiều này cho cái phần thân trên ha đây là cái mặt mình để bên trong nè để tiện cho việc móc nó được dễ dàng hơn thì khi các bạn nẹp cho mình hai phần đáy túi lại mình sẽ tiếp tục nẹp thêm một đường mũi dời ở chính giữa của phần đáy túi thì ở đây mình đã hoàn tất lên phần thân túi rồi nè khi hoàn tất thân túi như vậy thì mình nẹp nó sẽ khó khăn hơn ha cặp cho mình cái sợi len lại sau đó mình sẽ đâm từ ngoài vào trong hai chân móc liên tiếp với nhau Tức là vào cái xích đầu tiên mà ta tạo cho hai mặt đáy á Sau đó kéo len qua và lần lượt móc cho mình các cái mũi dời vào các cái chân móc tương đương với nhau Đây mặt trong nè Móc vào đây cho mình mũi dời ha Sau đó các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Mình sẽ nẹp được phần đáy túi thì khi sử dụng nó sẽ không có bị phồng và nó sẽ cứng cáp hơn ha Sau khi nẹp hoàn tất được phần đáy túi rồi thì tiếp tục các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở cái phần này là bao nhiêu. Mình sẽ đếm các cái mũi móc nằm ở bên trên của mặt đáy trong nè. Khi có được tổng số mũi móc của cái phần này rồi, các bạn sẽ sắp xếp cho mình làm sao tổng số mũi móc nó sẽ là số tròn chục, tức là chia hết cho 10 ha. Ví dụ ở đây của mình 79 mũi thì còn thiếu một mũi nữa sẽ là 80 mũi. Cái mũi thiếu đó mình sẽ tăng ở cái hàng móc mũi đơn tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc nè đâm kim vào cái đường nằm bên trên của cái mặt đấy bên trong ha móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng những bạn nào mà thiếu nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình nhiều mũi bằng với cái số mũi móc mà mình cần đạt được là được như vậy là phần đáy túi của mình nó sẽ có một cái độ sâu lên một hàng móc như thế này ha ở đây mình còn thiếu một mũi nên mình sẽ tăng ở cái điểm gần cuối cùng này tức là cái chân móc gần cuối cùng đó mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ha sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời đây là cái chân của mũi đầu tiên nè thì lúc này tổng số mũi móc của cái hàng mà mình có được ở đây nó là số tròn trục rồi ha chia hết cho 10 rồi những bạn nào mà thiếu nhiều mũi hơn thì các bạn cứ chia đều cho mình cái phần đáy túi này ra mình sẽ tăng bằng với cái số mũi mà mình cần thiếu đó và nhớ khi canh tổng số mũi móc đó các bạn tăng tịnh tiến lên chứ đừng có tăng lùi mũi nha bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân túi ha trước khi móc lên phần thân túi thì đây là mẫu túi mà mình hoàn tất nè các bạn cần nhớ cho mình những điểm như sau thì mình sẽ móc lên phần thân túi được dễ dàng hơn ha đầu tiên thì mình sẽ tạm gọi tên trước nè những cái đường xích mà mình tạo ra cái dấu ít á nó có một đường như thế này mình sẽ tạm gọi là xích ha còn những cái đường móc mà nó có hai cái đường nè Tạo ra một cái hoa văn như thế này Thì mình sẽ gọi là họa tiết nha Ở cái hàng móc đầu tiên nè Cái cụm mà mình móc á Cụm tức là một lần móc hoa nó sẽ tạo ra hai cạnh nè Cụm đầu tiên sẽ tạo ra hai cạnh xích Đây sẽ là cái điểm nằm chính giữa của cái cụm này Cụm thứ hai là hai cạnh họa tiết Thì cũng có cái điểm chính giữa này ha thì tiếp theo đến cái hàng móc thứ hai nè Hàng móc thứ hai thì nó sẽ được tạo ra ở điểm chính giữa của cụm họa tiết với cụm xích. Thì mình sẽ có xen kẽ là một cụm họa tiết và một cụm xích. Sau đó là một cụm xích đến một cụm họa tiết ha. Nó sẽ được móc vào chính giữa của cái cụm ở bên dưới nè. Thì bây giờ mình sẽ móc như sau. Từ đây móc lên cho mình là 7 mũi móc xích. Thì tổng số mũi đơn của cái hàng móc này nè, khi mà mình sắp xếp cho nó ra là một số tròn trục rồi nè, thì mỗi họa tiết của mình nó sẽ cách nhau là bốn chân ha mình sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên là cái chân mà mình tạo xích rồi ha thì mình sẽ không tính cái chân đó nữa bỏ qua cho mình nè một chân nè hai chân ba chân bốn chân ta đâm kim vào chân thứ năm ha móc vào đó cho mình một mũi dời mình sẽ được cụm móc đầu tiên nè tạo ra hai xích tiếp tục hai xích thì mình sẽ tạo ra một cụm họa tiết ha thì cụm họa tiết các bạn sẽ móc lên cho mình là ba mũi móc xích một hai ba ta lấy lên hai vòng lên trên kim đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời đó kéo len qua chân móc trên kim được bốn đường móc kéo len qua hai đường trên kim lần thứ nhất qua hai đường trên kim lần thứ hai khi trên kim còn lại hai đường móc tiếp tục lấy len cho mình hai vòng lên trên kim mình sẽ bỏ qua bốn chân kế bên ha bỏ qua chân đầu tiên nè đây hai ba và bốn đâm kim vào chân thứ năm đâm kim và kéo lên sau đó lần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất và lần thứ hai trên kim còn được ba đường móc thì kéo lên qua hết ba đường trên kim sau đó móc lên cho mình 3 mũi móc xích móc vào cái chân mình vừa móc cái mũi kép đôi ở đây nè móc tiếp vào đó một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cụm thứ hai ha cụm thứ hai sẽ tạo ra được hai cạnh họa tiết tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một cụm mũi xích nè mình sẽ móc lên là 7 mũi móc xích tương tự như cái cụm đầu tiên ha ta có được 7 mũi móc xích nè 1 2 3, 4, 5, 6 và 7 Sau đó bỏ qua 4 chân móc kế bên Không có tính cái chân mà mình đâm kim đó ha Bỏ qua 4 chân Móc vào chân thứ 5 một mũi dời Ta hoàn tất được cụm thứ 3 Cụm của mình sẽ tạo ra hai cạnh xích nè Xen kẽ sẽ là một cụm họa tiết Tạo ra hai cạnh họa tiết Thì móc lên 3 mũi móc xích Lấy lên hai lần lên trên kim đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời kéo lên qua chân móc sau đó kéo qua hai đường trên kim hai lần ha lần thứ nhất nè lần thứ hai trên kim còn được hai đường móc lấy lên hai lần lên trên kim bỏ qua bốn chân móc đâm kim vào chân thứ năm kéo lên sau đó kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai trên kim được ba đường móc kéo lên qua hết các đường trên kim móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc cái mũi cuối cùng đó móc một mũi dời ta sẽ tạo ra được cụm móc thứ tư ha với hai cạnh họa tiết móc tương tự xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn nhớ giùm mình ở cái cụm cuối cùng ha khi mà tổng số mũi móc của mình chia hết cho 10 rồi thì đến cuối cùng mình cũng tạo ra được một cụm có hai họa tiết nè nó cũng xen kẽ ha thì lưu ý đối với cái cụm tạo họa tiết cuối cùng. Cái cụm tạo hai cạnh họa tiết cuối cùng thì khi các bạn móc cho mình được cái họa tiết đầu tiên rồi, đến họa tiết thứ hai á, mình sẽ đâm kim một là vào chân móc của mũi dời hai là vào cái chân móc của cái mũi mà mình kết thúc ở cái vòng mũi móc đơn á. Đâm kim vào cái chân móc đó nè. Sau đó kéo len hai vòng lên kim ha. Đâm kim vào chân móc, kéo len qua, kéo qua hai đường lần thứ nhất và lần thứ hai. Lúc này khoan hãy kéo lên qua ba đường trên kim mà các bạn nhớ lại cho mình nè. Ở mỗi cụm móc như vậy, nó sẽ có cái điểm nằm chính giữa. Thì cái hàng móc thứ hai nó sẽ nằm ở cái điểm chính giữa của cụm này với điểm chính giữa của cụm kia. Thì mỗi lần bắt đầu mình sẽ đâm kim ở cái điểm chính giữa của cụm này đến cụm kia ha. Để cho cái hàng móc này kết thúc nó nằm ở điểm chính giữa của cụm á. Thì các bạn sẽ tiếp tục lấy len cho mình hai lần lên trên kim nữa. Đâm kim cũng vào chân móc ta vừa móc đó kéo len sau đó kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai thì như vậy là ở cái cạnh thứ hai của cái cụm này mình cũng có được một họa tiết ha sau đó kéo qua hết các đường trên kim đây cụm của mình cũng tạo ra được hai cạnh họa tiết nè tiếp tục mình sẽ móc cái hàng móc tiếp theo nè các bạn móc lên cho mình một bụi móc xích để mình khóa mũi dùng kim đánh dấu và đánh dấu đây là cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc thứ hai ha một họa tiết của mình nè cái họa tiết hoa của mình nó sẽ tạo ra ở bốn cánh bốn cánh để tạo hoa như thế này thì lúc này ở bên dưới mình đã có hai cái đường móc để mình tạo hoa rồi ở bên trên sẽ còn thiếu hai cánh nữa một cánh bên này và một cánh mình đang chuẩn bị móc thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết ở cái cụm đầu tiên này ha móc cho mình một họa tiết trước móc lên ba mũi móc xích sau đó ta đâm kim vào cái chân mình vừa khóa ở cái cụm phía dưới nè lấy lên hai vòng tâm kim vào cái chân móc đó là cái chân này ha kéo len qua chân móc lần lượt kéo len qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai mình sẽ tạo ra được cái cánh thứ ba cho cái họa tiết hoa của mình nè tiếp tục kéo len qua hai đường trên kim đây thì mình sẽ có được cái cánh thứ ba của họa tiết mình rồi nè các bạn tiếp tục để ý cho mình ở cái cụm thứ hai của hàng móc đầu tiên Lúc này mình đang có là cái cụm này ha. Ta sẽ có hai xích nè, một xích bên này và một xích bên này. 7 mũi thì ba mũi đầu tiên là một xích. Mũi chính giữa là cái mũi mà mình làm tâm điểm ha. Thì lúc này các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích. 7 mũi, cái chân thứ tư là cái chân tâm điểm của cái cụm này nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân thứ tư một mũi dời. như vậy là cái dấu ích của mình đã tạo ra được cái cạnh thứ ba rồi nè còn một cạnh thứ tư nữa nó sẽ nằm ở cái cụm kế bên ha các bạn móc lên tiếp cho mình ba mũi móc xích như vậy là ở cái dấu ích này của mình nó sẽ hoàn tất ở bốn cái cạnh xích ha một cụm của mình nó sẽ tạo ra hai cạnh thì mình đã có được cạnh đầu tiên rồi cạnh thứ hai của cụm để ý cho mình ở cái cụm ở phía dưới nè thì lúc này cái cụm phía dưới của mình là họa tiết hoa ha Họa tiết hoa thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái điểm chính giữa của cái cụm phía dưới đó Móc cho mình một họa tiết Lấy len cho mình hai lần lên trên kim nè Đâm kim vào chính giữa của cái cụm phía dưới Tức là cái chân móc mà mình chụm ở đây Đâm kim, kéo len sau đó lần lượt kéo qua hai đường trên kim ha Lần thứ nhất Lần thứ hai Sau đó kéo cho mình qua hết hai đường trên kim luôn Móc tiếp lên 3 mũi móc xích ta đâm kim vào cái chân mà mình vừa móc á móc một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái cụm thứ hai của hàng móc này và tạo ra được hai cạnh một cạnh xích và một cạnh họa tiết nè cụm tiếp theo mình sẽ làm tương tự như cụm đầu tiên tức mình sẽ móc cạnh họa tiết sau đó là cạnh xích ở một cụm ha móc lên 3 mũi móc xích đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đâm kim đó lấy lên hai vòng sau đó lần lượt kéo len qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba móc lên ba mũi móc xích ta có được cụm thứ ba cụm thứ ba của mình sẽ có hai cạnh ha đâm kim vào cụm tiếp theo ở phía dưới nè móc vào cái chân móc thứ tư một mũi dời đây mình sẽ có được cụm móc thứ ba cụm của mình cái cụm mình vừa móc nó giống như cái cụm đầu tiên rồi thì cụm thứ hai nó sẽ giống như cụm thứ tư ha tức là mình móc một cụm gồm có xích sau đó đến họa tiết nè thì móc lên cho mình là ba mũi móc xích đây là xích ha sau đó tiếp tục là họa tiết vào cái điểm nằm chính giữa của cái cụm phía dưới lấy lên hai vòng lên kim đâm kim vào chân nằm chính giữa là cái chân chậm ha kéo lên sau đó lần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba móc lên 3 mũi móc xích Tâm kim vào chân mình vừa móc đó móc một mũi dời ta tạo ra được cụm thứ tư cho cái hàng móc này các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi nè thì lúc này các bạn sẽ để ý ở cái cụm cuối cùng của mình ha cụm cuối cùng của mình nè đang là cái cụm gồm có xích sau đó đến họa tiết thì các bạn sẽ móc cho mình xích trước sau đó đến họa tiết thì thay vì đến cái hàng kế tiếp mình à, móc ở cái điểm chính giữa của cái à, cụm mà mình móc ở đây nè. Thì lúc này cái họa tiết các bạn sẽ lấy len cho mình hai vòng lên trên kim. Sau đó ta đâm kim vào cái chân móc ở đây. Các bạn có thể đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình móc cái họa tiết đầu tiên cũng được, hoặc đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu ở đây ha. Ta sẽ tháo kim đánh dấu ra. Lấy len cho mình hai vòng lên trên kim mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình đánh dấu ha tức là cái chân ở phía ngoài này để cho cái hoại tiết của mình nó dàn đều hơn ha đâm kim vào đây sau đó kéo sợi len qua chân móc các bạn sẽ lần lượt kéo len cho mình qua hai đường trên kim ha lần thứ nhất nè lần thứ hai lúc này khe đối với những cái cụm bên này nè thì mình sẽ móc qua hai cái sợi này lần thứ ba ha nhưng mà ở đây mình muốn cho cái điểm kết thúc của mình nó nằm ở chính giữa của cụm này nên các bạn tiếp tục lấy len cho mình hai lần lên trên kim. Và ta cũng đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa đâm kim đó. Kéo len qua chân móc. Lần lượt kéo len cho mình qua hai đường trên kim ha. Hai đường lần thứ nhất nè, lần thứ hai. Khi trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim. Như vậy là điểm kết thúc của cái cụm cuối cùng này của mình nó sẽ nằm ở chính giữa của cụm ha thêm một lưu ý nè ở đây là cái họa tiết hoa của mình nè thì hoàn tất họa tiết hoa rồi phía trên của họa tiết hoa sẽ là họa tiết chữ ít đây thì tương tự ha họa tiết chữ ít hoàn tất thì phía trên họa tiết chữ ít sẽ là họa tiết hoa hoàn tất thì khi cái hàng móc thứ hai kết thúc nè dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân nằm chính giữa này sẽ là chân bắt đầu cho cái hàng móc thứ ba Cái họa tiết ở bên dưới của mình nè là một họa tiết hoa đã hoàn tất ha. Thì phía trên mình sẽ móc cái họa tiết chữ ít. Thì họa tiết chữ ít lúc này các bạn sẽ lặp lại cho mình cái hàng móc tương tự như cái hàng tạo họa tiết đầu tiên. Mình sẽ móc lên là 7 mũi móc xích. Tức là cụm này của mình nó sẽ tương tự như cách móc ở cái hàng móc họa tiết đầu tiên ha. Lên 7 mũi móc xích. đâm kim vào cái chân nằm chính giữa của cái cụm tiếp theo ở cái hàng thứ hai nè thì cụm tiếp theo của mình là cái cụm này có họa tiết sau đó là xích thì mình sẽ đâm kim vào chính giữa của cái điểm này móc vào đó cho mình một mũi dời ta sẽ có được cụm đầu tiên cho hàng thứ ba tiếp tục xen kẽ sẽ là một cụm tạo hai họa tiết liên tiếp ha thì cái cụm tiếp theo của mình các bạn cũng để ý nè ở bên dưới của mình là họa tiết chữ X hoàn tất thì phía trên họa tiết chữ ít hoàn tất sẽ là một họa tiết hoa hoàn tất. Móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó lấy len hai vòng lên kim. Đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc đó. Kéo len sau đó kéo qua hai chân lần thứ nhất. Lần thứ hai. Giữ nguyên vị trí này ha, lấy len cho mình tiếp hai vòng lên kim. Đâm kim vào điểm nằm chính giữa của cái cụm tiếp theo ở cái hàng thứ hai á. Ở đây mình có xích sau đó họa tiết nè, thì đâm kim vào điểm nằm chính giữa này. Kéo len kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất và lần thứ hai sau đó kéo qua hết ba đường trên kim từ đây móc lên ba mũi móc xích di chuyển kim về chân mình móc cuối cùng đó móc một mũi dời thì cụm thứ hai của hàng móc này mình cũng có được cụm với hai họa tiết nè đây hai họa tiết ha bên dưới của mình là chữ ít hoàn tất thì bên trên sẽ là họa tiết hoa ha các bạn tiếp tục móc xen kẽ cho mình cho đến cuối sau khi móc đến cuối hàng thì cái cụm cuối cùng cũng là cụm mà ta tạo ra hai cạnh họa tiết ha. Nó tương tự giống như cái hàng tạo họa tiết đầu tiên á. Móc lên 3 mũi móc xích, lấy lên hai vòng lên kim, đâm kim vào chân móc ta vừa móc. Kéo lên, kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất và lần thứ hai. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này, lấy lên hai vòng lên kim. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân ta đánh dấu ở phía dưới nè. Đây là cái chân cuối cùng của cái hàng móc này ha lấy lên hai vòng nè đâm kim vào cái chân móc đó kéo lên kéo qua hai đường lần thứ nhất và lần thứ hai đây là cái cụm cuối cùng của cái hàng này thì cái cụm này các bạn tiếp tục lấy lên cho mình hai lần lên kim nữa và mình sẽ móc một mũi tương tự như cái mũi mà mình vừa móc để cho cái điểm kết thúc nó nằm ở chính giữa của cụm này ha lấy lên hai vòng nè đâm kim vào chân móc kéo lên kéo qua hai đường lần thứ nhất và qua hai đường lần thứ hai sau đó kéo qua hết bốn đường trên kim ha như vậy là cái điểm kết thúc của hàng này nó cũng nằm ở cái điểm chính giữa của cụm này móc lên một xích khóa mũi nè thì cái phần bên dưới hoa họa tiết chữ ít của mình nè bên trên sẽ là họa tiết hoa tiếp tục hoa họa tiết hoa bên dưới thì bên trên sẽ là họa tiết xích ha Hàng móc kế tiếp thì tiếp tục làm tương tự giống như cái hàng thứ hai của họa tiết bên dưới. Tức là mình sẽ móc xen kẽ, một cụm sẽ là một cạnh xích và một cạnh họa tiết, một cụm sẽ là cạnh họa tiết và cạnh xích xen kẽ ha. Các bạn sẽ để ý nè, ở cái cụm mà mình vừa móc ở cái hàng thứ ba là cái hàng họa tiết. Thì bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình một họa tiết nữa để mình tạo ra cái cánh thứ ba. Móc lên ba móc xích lấy lên hai lần đâm kim vào chân móc kéo len sau đó lần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba qua hết hai đường trên kim luôn á đây bên cạnh là cái mũi mình mình tạo chữ ít nè thì cái cạnh tiếp theo của cái cụm mà mình đang móc nè mình sẽ móc xích ha để ta có được cái cạnh thứ ba của họa tiết X bên uh, cạnh này kéo qua hai đường trên kim nè sau đó móc lên ba mũi móc xích di chuyển kim đến cái cạnh cái cụm tiếp theo ha cụm này của mình nè đâm kim vào chân thứ tư nằm chính giữa móc vào một mũi dời thì như vậy là cụm đầu tiên của hàng móc này mình sẽ có hai cạnh nè một cạnh là họa tiết và một cạnh là xích ha tiếp tục cạnh tiếp theo mình sẽ làm đối xứng lại tức là mình sẽ móc cạnh xích trước sau đó là cạnh họa tiết thì cạnh xích nè mình sẽ tạo cạnh xích móc lên ba mũi móc xích để mình tạo ra cái cạnh thứ tư của cái họa tiết ít này sau đó tiếp theo cạnh thứ hai của cái cụm này sẽ là cạnh họa tiết ha lấy len hai lần lên kim sau đó di chuyển kim đến cái cụm tiếp theo ở bên dưới móc vào điểm chính giữa của cụm lấy len hai lần nè đâm kim vào điểm nằm chính giữa nha kéo len sau đó cần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất và lần thứ hai tiếp tục lần thứ ba để hoàn tất móc lên ba mũi móc xích đâm kim vào cái chân móc mình vừa móc móc một mũi dời ta sẽ hoàn tất được cái cụm tiếp theo của cái hàng móc này có một xích và một hoạ họa tiết tiếp tục xen kẽ sẽ là họa tiết sau đó là xích ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó các bạn cứ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc xen kẽ như vậy nữa hàng kế tiếp sẽ là một cụm có hai xích một cụm có hai họa tiết xen kẽ hàng kế tiếp sẽ là một cụm có một xích một họa tiết xen kẽ với một cụm có họa tiết và một xích ha sau đó làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân túi như các bạn mong muốn và nhớ ha cái họa tiết bên dưới nè thì bên trên của nó sẽ là chữ x còn ở phía dưới chữ x là bên trên là họa tiết ha cứ móc xen kẽ như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được chiều cao của phần thân túi sau khi ta đạt được cái chiều cao của thân thân túi nè thì nhiều bạn sẽ thắc mắc cái điểm kết thúc của hàng móc nó sẽ chạy dần về cái cạnh của phần thân túi chứ nó không có nằm ở một bên hông đâu ha như vậy là ta sẽ có được chiều cao của phần thân túi như thế này bây giờ mình sẽ chốt lại ở phần miệng túi nè ở hàng cuối cùng ở bên trên phần miệng túi các bạn sắp xếp làm sao cho cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ là hàng móc với những cái cụm móc có một xích và họa tiết xen kẽ với họa tiết và xích ha để cho cái họa tiết ở trên thân túi của mình nó hoàn tất hơn nó không có bị lỡ cỡ nè sau đó mình sẽ viền lại cái phần miệng túi ở cái điểm giao giữa họa tiết bên trên thân túi với phần đáy túi cách nhau là bốn chân móc ở chính giữa này thì lúc này khi các bạn móc cái phần miệng túi bên trên mình móc lên một mũi móc xích cái chân đầu tiên của cái điểm nằm chính giữa cụm này móc cho mình một mũi móc đơn khoảng cách giữa hai cụm nó cách nhau là bốn chân bên dưới thì móc lên bốn mũi móc xích để thay thế cho bốn cái mũi bên dưới này ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai ba và bốn khi có được bốn mũi rồi đâm kim vào chính giữa của cụm kế bên là chính giữa của cụm họa tiết và xích nè đâm kim vào chân nằm chính giữa móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục móc lên bốn mũi móc xích để tạo khoảng cách tương đương với bốn chân mà mình bỏ qua ở phía dưới đáy ha đâm kim vào điểm nằm chính giữa của cụm tiếp theo cụm tiếp theo của mình là xích và hoài tiết thì đâm kim vào điểm nằm chính giữa móc vào mũi móc đơn làm tương tự cho mình cho đến hết ha cứ mỗi lần như vậy mình sẽ cách nhau là bốn xích nè Sau khi hoàn tất được đến cuối thì đâm kim vào chân mũi đơn ta bắt đầu viền phần miệng túi móc một mũi dời. Nhớ rút lại cho mũi dời của mình nhỏ lại. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì ta sẽ trở về cái độ rộng của cái phần đáy túi bên dưới ha. Với tổng số mũi xích mà mình đang có nó là bội số chia hết cho 10. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần miệng túi nè. Các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi đơn ở phần miệng túi Chân của mũi đơn đầu tiên móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Kế tiếp sẽ là bốn mũi móc xích là khoảng cách giữa các cái cụm ha, thì bốn mũi móc xích đó mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn có thể móc cho mình vào chân móc chứ đừng móc vào khoảng trống ha, cho cái mũi móc của mình nó đẹp hơn. Được 4 mũi móc đơn vào bốn chân móc xích đó rồi thì tiếp tục sẽ là chân của mũi móc đơn. Ta sẽ móc vào chân mũi móc đơn đó một mũi móc đơn. Sau đó viên tương tự cho mình cho đến hết hàng. Viên đến cuối thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích phần miệng túi bên trên này mình sẽ viền lại ở hai hàng mũi đơn thì hàng mũi đơn mà mình vừa viền này ta sẽ sử dụng cái mặt trong của hàng mũi đơn này để mình khâu cái phần lót ở bên trong còn cái hàng mũi đơn bên trên mình sẽ tạo cái phần miệng túi cho đẹp hơn ha hàng mũi đơn ở bên trên này để cho cái phần miệng túi có điểm nhấn hơn thì các bạn sẽ móc cho mình như sau ta đâm kim vào chân của mũi đầu tiên sau đó kéo lên qua chân móc. Để tạo điểm nhấn cho cái mũi này thì cái sợi len mà các bạn đang cầm trên tay nè, các bạn sẽ kéo cho mình cho cái sợi len nó xuống dưới kim. Xuống dưới kim và nằm chính giữa của cái đường móc ha. Vòng một vòng quanh kim nè, cho nó nằm ngang với lại hai cái mũi trên kim ha. Mình sẽ vòng cái sợi len này qua kim. Thì lúc này cái sợi len của mình nó đang nằm ngang ở hai cái chân móc này rồi, kéo qua hai đường trên kim. Ta sẽ có được cái họa tiết đầu tiên. Đây nó có cái đường nằm ngang như thế này ha Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nè Đâm kim vào chân móc kế bên Kéo lên Sau đó dùng sợi len dài Quấn một vòng quanh kim Đưa kim xuống sợi len nè Vòng qua kim và kéo qua hai đường trên kim Ta được họa tiết thứ hai Làm tương tự cho mình cho đến hết Sau khi móc được đến cuối hàng mình sẽ có một hàng viền miệng túi có điểm nhấn hơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và mình cắt một đoạn len vừa đủ dài. Sử dụng kim khâu xỏ hai cái đầu len này vào trong kim khâu, sau đó mình sẽ giấu cái sợi len này vào bên trong ha. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len ra phía sau. Ta sẽ hoàn tất được miệng túi nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần dây túi ha. Chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi móc lên hai mũi móc xích. Nhớ là hai mũi móc xích các bạn móc lỏng tay ra, đừng có móc chật tay quá ha. Mũi móc xích đầu tiên nè. Móc xích thứ hai. Ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, móc vào đó một mũi móc đơn. Mũi móc đơn các bạn cũng móc lỏng tay ra ha kéo cho cái sợi len nó dài lên một tí nè lúc này mình sẽ quay ngược đầu móc lại thì khi quay ngược đầu móc các bạn quay theo ngược chiều kim đồng hồ ha đây mình sẽ đẩy như thế này sau đó mình sẽ thấy một cái đường nằm ngang ở cái chân đầu tiên nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường này kéo len qua sau đó kéo qua hai đường trên kim nhớ là lỏng tay ra nhé tiếp tục quay ngược đầu móc lại thì mình cũng quay theo ngược chiều kim đồng hồ đây quay lại như thế này ha. Thì lúc này mình sẽ thấy các cái cụm móc như thế này nè. Ở đây mình chập đôi sợi nên mình sẽ thấy bốn đường ha. Các bạn đâm kim cho mình vào bốn cái đường này. Có thể dùng cho mình lực của ngón tay cái, mình sẽ đẩy bốn cái đường này lên trên kim sau đó kéo len qua và mình sẽ kéo qua hai đường trên kim ha. Tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Thì quay ngược đầu móc lại mình cũng thấy bốn cái đường này nè. Khi mà mình chập đôi lại thì mình sẽ thấy bốn đường ha, còn khi các bạn sử dụng một sợi thì mình chỉ thấy hai đường thôi. Kéo lên. Và kéo qua các đường trên kim ha. Tiếp tục quay ngược đầu móc nè. Đâm kim vào cái cụm bên cạnh. Dùng lực ngón tay cái ha, đẩy cái cụm này lên trên kim. Kéo lên. Sau đó kéo qua các đường trên kim nhớ móc lỏng tay lại thì cái sợi dây của mình nó sẽ mềm hơn cũng như là dễ móc hơn ha quay ngược đầu móc nè đẩy cái cụm này lên kim kéo lên sau đó kéo qua các đường trên kim móc tiếp tục cho đến khi mình đạt được độ dài của sợi dây ha sau khi hoàn tất cho mình độ dài của sợi dây thì họa tiết trên sợi dây nó sẽ như thế này ha kết thúc thì móc lên một xích sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài Mình sẽ sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Các bạn sẽ khâu cái đầu dây này ở một bên của phần miệng túi nè. Mình có thể chia gần đối xứng thôi ha. Có thể chia phần miệng túi ra làm 4 phần khi mình nằm ngang vậy nè. Chia ra làm 4 phần. Thì một bên đây mình sẽ khâu ở một đầu, còn phần tư còn lại thì mình sẽ khâu đầu còn lại ha. Để khâu lại thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn ở miệng túi nè Là cái chân mà mình tạo họa tiết ha Luồn kim lên cái phần dây Cũng đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi móc xích cuối cùng và kéo lên ha Quốc thật mạnh lại cho cái đường khâu của mình sát lại nè Đâm kim đến cái chân thứ hai Và các bạn sẽ đâm kim cho mình qua cái cụm ha Kéo lên và lần thứ ba đâm kim vào cái chân thứ ba Lúc này mình sẽ đâm kim lên hai đường móc ở cái cụm mà mình vừa đâm kim á đâm kim qua hai đường thôi guốc lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc đầu còn lại thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cho cái sợi dây nó nằm ở một mặt thôi sau đó mình sẽ khâu cái đầu còn lại ha ở một phần tư bên này sau khi hoàn tất cho mình được hai sợi dây thì mình sẽ có được cái phần thân túi dạng lưới xinh xắn như thế này để cho cái lòng túi ở bên trong khi mình để phụ kiện vào bên trong nó không có bị rơi ra ngoài thì các bạn có thể may cho mình thêm một cái túi lót ở bên trong nè. Túi lót ở bên trong của mình nó sẽ có kích thước rộng hơn so với cái size túi mà các bạn đang móc ha. Sau đó mình sẽ luồn cái túi lót vào bên trong. Các bạn sẽ khâu cái phần miệng túi lót với cái hàng mũi đơn đầu tiên ở phần viền miệng của túi len nè. Là cái hàng đầu tiên mà mình viền ha. Khâu lại như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần lót ở bên trong Ta hoàn tất được cái phần thân túi như thế này Và để giúp cho phần thân túi của mình nó có điểm nhấn hơn á Thì các bạn có thể trang trí cho mình một cái nơ ở hai bên của phần dây quai ha Ở đây mình sẽ sử dụng ren voan ha Các bạn sẽ cột cho mình một cái nơ ở một đầu của dây túi nè Anh chỉnh lại cho cái phần nơ nó vừa khít với lại cái phần thân túi ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu túi dạng lưới xinh xắn như thế này. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size tùy thích hoặc mình cũng có thể thay đổi màu ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.